Nay mình thử tiến hành cập nhật phần mềm cho Lenovo Cell ThinkPad. Máy đang chạy phiên bản Android 10 và mình sẽ update lên phiên bản Android 11. Ok, chờ chút nó tải về. Quá trình cập nhật của con Lenovo này rất là lâu anh em ạ. Mình đã để đây được khoảng 15 phút rồi. Tải ROM về mất 10 phút. Và tối ưu hóa hệ thống này đã chạy được 5 phút rồi. Ok, như vậy là quá trình tối ưu hóa ứng dụng mất khoảng hơn 10 phút đã xong. Chưa từng thấy con máy tính bảng nào hay là điện thoại nào mà cập nhật nó lại lâu đến vậy. Sau đó anh em bấm vào chỗ khởi động lại ngay. Để xem là bản ROM mình cài nó có bị treo như một số shop người ta cài không nhé. Nhiều anh em nói là sau khi update lên thì máy sẽ bị treo. Đây. Đây là máy sau khi mình cập nhật từ Android 10 lên Android 11. OTA update trực tiếp trên trên máy tính bảng. Đây em này. Ồ, bấm nhầm, sorry. Hiện tại mình vừa cập nhật OTA update ngay trên máy tính bảng Lenovo Cell ThinkPad V11 và từ Android 10 lên Android 11. Máy hoạt động hoàn toàn bình thường và không mất dữ liệu. Mình sẽ thử khôi phục cài đặt gốc xem nhé. Cell ThinkPad. Ok, như vậy là máy đã cập nhật OTA hoàn toàn bình thường và sau khi cập nhật anh em cũng có thể khôi phục cài đặt gốc, reset hoàn toàn bình thường. Mình thấy rất nhiều bạn hỏi và rất nhiều bạn thắc mắc
Đó là cái model máy tính bảng Lenovo Cell ThinkPad này, thì sau khi mua ở trên mạng hoặc ở một vài shop khác thì cập nhật hệ thống lên là máy sẽ bị brick hoặc là treo. Thì mình vừa làm một video cập nhật thử cái phiên bản ROM quốc tế mà mình cài thì máy hoạt động hoàn toàn bình thường anh em ạ. Đây là cùng một bản ROM giống nhau thôi, anh em mua trên mạng thì nó cũng cũng là ROM quốc tế của hãng cả. Tuy nhiên là quá trình anh em cài đặt, cái cách thức mà anh em cài đặt nó như thế nào thì nó ảnh hưởng đến cái việc là anh em có cập nhật OTA được hay không. Chào tạm biệt anh em. Một hai ngày tới mình sẽ tiếp tục làm một cái video thử nghiệm với máy tính bảng Cell ThinkPad Plus hoặc là Cell ThinkPad Pro để xem là sau khi cập nhật OTA máy có bị treo giống như nhiều anh em đang nói trên mạng hay không nhé. Cảm ơn em, chào anh em.